độc đáo cuộc thi cua sumo tại Cà Mau. Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Cà Mau vừa tổ chức cuộc thi cua Cà Mau lớn nhất cua sumo, sumo craft. Ban tổ chức cho biết có 40 cua thủ đăng ký tham gia để chọn ra một giải duy nhất với danh hiệu cua Cà Mau lớn nhất cua sumo, sumo craft với giá trị tiền thưởng 15 triệu đồng. Cua dự thi phải có nguồn gốc xuất xứ từ tỉnh Cà Mau. Bên cạnh đó, cua dự thi phải đủ một đôi càng, một cặp chân bơi và ít nhất hai cặp chân bò cua không bị bám bẩn hay ký sinh trùng, phản xạ tốt, cua được trói bằng dây trói cua không trọng lượng. Sau thời gian diễn ra, danh hiệu cua Cà Mau lớn nhất, cua Sumo đã thuộc về thí sinh có nickname Bình Dư, số đăng ký 11 của anh Dư Thái Bình, đến từ huyện Nam Căn với trọng lượng 1,452 kg.